mọi người. Hôm trước ở phần hướng dẫn về công thức đổi màu lá đỏ thì mình có nói là sẽ hướng dẫn mọi người chỉnh cái hiệu ứng ảnh ha. Như mình vô Lightroom mình chỉnh hiệu ứng ảnh, ở đây có một ảnh chỉnh hiệu ứng này. Nè, xem ảnh góc ha, ảnh góc. Thì sau khi mình chỉnh cái tông đen xám thì mình có chỉnh cái phần hiệu ứng để hướng dẫn cho các bạn. Thì bây giờ mình vô cái hiệu ứng mình xem. Đây là cái hiệu ứng, cái họa tiết. Cái họa tiết thì bây giờ mình chỉnh lên, chỉnh xuống phần họa tiết. Thì thông thường họa tiết này nó không có ảnh hưởng gì lắm, nó không có cần chỉnh sửa gì nhiều á. Cái hiệu ứng mình đang nói nhất là cái bạn thấy cái hiệu ứng mờ viền á, trừ 97 á. À, mờ viền này đó, nó chỉnh cái viền á, là chạy ra chạy vô, mình thấy không? Nếu mà mình kéo bên phần trừ thì nó sẽ thu tối lại ở xung quanh. Mình kéo qua bên phải thì nó sẽ chuyển thành viền trắng đó. Thì cái này tùy mình ha, mình muốn chỉnh trắng hay là đen thì mình kéo cái chỗ hiệu ứng màu viền. Nếu màu viền mình kéo nhiều để hướng dẫn cái sao ha. Cái trung điểm, trung điểm thì mình kéo này, cái trung điểm tức là nó từ trung tâm nó đi ra, ví dụ như cái màu viền mình xét, mình trung điểm mình kéo cho nó rộng ra. Tức là mình cho nó đen đen ít ít cái phần viền xung quanh ha. Đó, muốn nhiều kéo vô nó kéo ra. Rồi, làm mờ mềm biên rồi thôi. Đó, cái này làm cho nó rõ, cái khung của mình rõ lên. Rồi cái này cho mờ đi, cho loang ra, không có thấy khối. Nghe giống như làm khó vùng sáng, nó là sáng hơn hoặc là tối hơn nè, nó người ta thu luôn đó, nó sẽ làm cái bò của mình nó rõ hơn. Và kích thước này chưa có hiểu nó là kích thước gì ha. Còn độ nhém là mình cái ảnh mình nó nhìn hộp á. Ví dụ mình kéo lên thì mình làm cái này nó không thấy rõ đâu. Trả lại cho bình thường chút xíu. Cái lượng hạt à, đây là không có thấy rõ cái hạt chứ. Ờ đó nè, ví dụ như mình kéo cái ảnh nó mềm như hộp giống như là tranh cát vậy, nó hộp ít hộp nhiều. Các bạn muốn làm như trong tranh, nó kéo là giống như trong tranh đó, tùy mình thích cái nào thì mình làm cái đó. Thì hiệu ứng đây mình vô đây ha, mình nghiên cứu, mình lấy ảnh này ảnh kia mình vô nghiên cứu nha. Mỗi ảnh nó có một cái lên một cái hiệu ứng khác nhau, với tùy mình muốn làm sao đó mình làm theo cái người đang sử dụng thôi. Nhiều khi cái người ta làm ra công thức đó là theo cái mỹ quan của người ta nhìn vậy người ta thích, nhưng đối với mình nhìn mình không thích thì mình vô mình chỉnh sửa lại đậm lợ to nhỏ gì đó. Còn cái công thức mà như nó dạng mình ảnh gốc này, ảnh gốc nó là nâu nâu cam cam thì mình đưa về cái tông là xám đen. Thì bây giờ bạn muốn xem công thức thì mình cho xem luôn ha. Đây phần ánh sáng nè, ánh sáng hơi sáng 0.91, tương phản -16, vùng sáng là -45, vùng tối là -64, màu trắng là -19, màu đen là 49.
màu sắc nhiệt độ là 30, sắc thái 29, đậm nhạt trừ 56, bão hòa trừ 35. Vô trong xem màu sắc từng cái luôn ha. Màu đỏ nè, trừ 62, bão hòa trừ 30. Cam nè, cam 25. Vàng là 100, bão hòa trừ 19. Chói là trừ 100. Xanh lá, sắc độ bão hòa kéo hết trừ 100 luôn nha. Xanh sáng, sắc độ trừ 94, độ chói 55. Xanh dương, sắc độ bão hòa trừ 97, độ chói 52. Tím, sắc độ trừ 91, bão hòa trừ 89 nha. Màu hồng, sắc độ là trừ 95, bão hòa trừ 94. Thực ra 94, 95 gì cũng như nhau thôi. Tại do cái độ mình ké tay thì tới đâu tới đó, không cần chính xác 1 với 0.1 hay 1 với 2 ké ra nhiều lắm đâu. Xong mình cũng hoàn tất ha. Đó. Thì có một số ảnh nó sẽ có hiệu ứng, mình qua hiệu ứng mình xem công thức luôn. Còn không thì đa số là chỉnh ánh sáng với màu sắc ha. Nha. Đây là tông xám đen. Xong rồi bạn nhớ lưu nha. Lưu là tạo thiết đặt á. Tạo thiết đặt sẵn ha. Nhấn vô bấm tên xám đen rồi lưu. Lưu thì nó nằm trong thiết đặt sẵn, mốt mà có cái ảnh nào á mà cái tông na ná gì áp vô ha. Như mình đã nói thì có một số ảnh nó không phải là mình áp vô là nó cứ xám đen đâu. Phải tùy tùy cái ảnh ha. Quần áo rồi thiên nhiên rồi nó phải tùy bối cảnh trang phục nữa. Chứ phải áp vô là cứ giờ đang mặc xanh lè xanh lét áp vô xám đen hết. Có một số ảnh hợp, có một số ảnh thì không hợp. Rồi có một số ảnh áp vô công thức nào cũng không được hết. Thì bắt buộc là phải chỉnh tay. Chỉnh tay thì đó cứ phơi sáng tương phản, nhưng mà đầu tiên mình nên cho màu sắc trước ha. Màu sắc xong mình ra mới chỉnh mấy cái kia sau. Rồi bài này đơn giản thôi đó, còn hiệu ứng ha. Hôm nay mình chỉ hiệu ứng thôi. Hiệu ứng là như vậy. Rồi chúc các bạn thành công nha. Bạn nếu mà thích video thì đăng ký kênh để mình ra những cái công thức mà tiếp theo, bạn sẽ là người theo dõi đầu tiên nha. Bye bye.